Vân Lan, quốc gia sở hữu thương hiệu hạnh phúc nhất thế giới. Điều gì khiến đất nước này 7 năm liền dẫn đầu trong bảng xếp hạng hạnh phúc và là nơi sinh sống làm việc đáng mơ ước của nhiều người? An sinh xã hội tốt. Chi phí y tế phải chăng và phần lớn được hệ thống y tế công cộng chi trả. Tỷ lệ tội phạm thấp. Sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống. Tất cả đã tạo nên một nền văn hóa nơi người dân cảm thấy an toàn, yên tâm và mãn nguyện. Phần Lan còn sở hữu hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới, một nền giáo dục hạnh phúc, nơi ai cũng có thể học bất kỳ một lĩnh vực mà mình yêu thích dù đang ở độ tuổi nào. Ở Phần Lan, giáo dục được coi là quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Vì thế chi phí du học ở Phần Lan bao giờ cũng hợp lý hơn so với nhiều quốc gia khác. Hiện nay, Phần Lan và Việt Nam đang có những hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và thu hút nhân tài với chương trình Talent Boost nhằm tìm kiếm nhân lực giỏi từ Việt Nam đến học tập, làm việc và sinh sống lâu dài ở Phần Lan. Hiện tại thì Việt Nam được chính phủ Phần Lan đưa vào là một trong 4 nước của cái nhóm ưu tiên tìm kiếm nhân tài. Chính vì vậy cho nên là cơ hội cho sinh viên Việt Nam tại Phần Lan là rất lớn với tất cả các ngành nghề khác nhau. Cộng đồng người Việt Nam ở Phần Lan là có hơn 13.000 người. Theo thống kê của cơ quan dân số của Phần Lan, số lượng sinh viên Việt Nam hiện tại ở Phần Lan thì vào khoảng từ 2.500 đến 3.000. Cái cơ cấu cũng đã thay đổi so với trước. Thì trước các bạn sinh viên Việt Nam thì chủ yếu là đi học hệ đại học và trên đại học. Nhưng hiện tại thì số lượng học sinh học nghề đang ngày càng tăng lên. Giấc mơ du học và làm việc ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới ngày càng khả thi hơn vì hiện nay chính phủ Phần Lan đang có nhiều chính sách thu hút nhân tài, mở rộng cơ hội làm việc cho sinh viên quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên theo đuổi sự nghiệp và cư trú lâu dài ở Phần Lan. Vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị khán giả thân mến, đoạn video clip mở đầu chương trình cũng đã cho chúng ta thấy một cái nhìn khá đầy đủ về Phần Lan, một trong những quốc gia rất tuyệt vời để sống và phát triển sự nghiệp. Có rất nhiều lựa chọn để bắt đầu hành trình du học Phần Lan, nhưng Ngọc Nga thấy rằng có một thông tin khá thú vị từ chia sẻ của bà Phạm Thị Thanh Bình, đại sứ Việt Nam ở Phần Lan. Đó là những năm gần đây đang có một sự chuyển dịch, ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn du học nghề ở Phần Lan thay vì chỉ gói gọn trong các chương trình đại học và sau đại học như trước. Đặc biệt đối tượng lựa chọn du học nghề bên cạnh có các bạn trẻ, cả những anh chị đã đi làm và lập gia đình cũng tham gia vào chương trình này. Vì sao du học nghề Phần Lan đang là một con đường mới và khá hấp dẫn? Và khi lựa chọn du học nghề Phần Lan, chúng ta cần lưu ý những điều gì? Đó cũng là những điều chúng tôi muốn chia sẻ trong chương trình kỳ này. Và trân trọng mời quý vị cùng gặp gỡ với hai vị khách mời của chương trình Nhịp cầu du học hôm nay. Trân trọng giới thiệu chị Trần Xuân Diệu, giám đốc công ty Rock Consulting, một trong những công ty tiên phong mang giáo dục nghề Phần Lan đến với Việt Nam. Và một vị khách mời nữa trân trọng giới thiệu chị Trương Huỳnh Như Trân, hiện nay là du học sinh của nghề dịch vụ ăn uống trường nghề Thách thành phố Tampere. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Ngọc Nga được biết là trước đây thì chị Như Trân đã có một cái công việc thật là ổn định ở đây rồi. Ngọc Nga muốn chị có thể chia sẻ và chào quý khán giả của chương trình Nhịp cầu du học bằng tiếng Phần Lan để mọi người có thể thấy được cái sự gần gũi của cái ngôn ngữ này được không ạ? Thế cái kì huy và bai và mina olen Như Trân. Nyt minä asun Suomessa. Minä opiskelen kokki Takkaluissa Tampereella. Nga được biết là chị viết truyện cho thiếu nhi. Đúng rồi. Đó là một công việc có thể nói là một cái công việc rất là ổn định, rất là theo sở trường của mình đúng không? Vậy thì lý do gì chị vẫn quyết định là đến với một cái vùng đất mới và thay đổi cái công việc của mình là học theo một cái nghề nghiệp mới? Trân được biết tới là một nhà văn viết cho thiếu nhi và viết kịch bản phim. Thì đó là một công việc Trân rất là yêu thích và Trân chọn đó là sự nghiệp của mình ở Việt Nam. Nhưng mà bên cạnh sự nghiệp của mình thì Trân còn con gái, bản thân Trân và con gái đều yêu thích thiên nhiên. Và Phần Lan chính là một cái quốc gia tuyệt vời để mình có thể tận hưởng thiên nhiên ở nơi đó. Cũng như cái mục tiêu lớn của Trân là cái môi trường giáo dục tốt cho con gái. Trong cái 7 tháng mà Trân và con gái trải qua ở Phần Lan thì tất nhiên khi mà mình đến một vùng đất mới thì có rất là nhiều những cái bỡ ngỡ và những cái mình chưa gặp bao giờ. Thì rất may là Trân đã được Diệu và Ráp tư vấn rất là kỹ. Trân đã được chuẩn bị tâm
tâm lý và chuẩn bị kiến thức, cho nên là Trân đã có một cái hành trang vững để khi mình gặp những cái vấn đề khó khăn thì mình biết à cái này mình phải xử lý như thế nào. Thưa chị Diệu Trần, chị có thể chia sẻ là những cái ưu điểm của học nghề ở Phần Lan như thế nào để mọi người có thể hiểu hơn? Thì Phần Lan nói riêng và các nước châu Âu nói chung á, là cái xã hội của họ là cái nền móng á, là dựa trên dạy nghề và học nghề. Thành ra một cái bạn trẻ bình thường khi mà học hết lớp 9 thì giống như trung học cơ sở của Việt Nam mình á, thì bắt đầu là 60% các bạn là sẽ chọn là theo học nghề. Nó là lựa chọn giống như là cơ bản và đầu tiên của một cái người khi mà lớn lên. Khoảng năm 2021 trở đi thì Phần Lan có những cái chiến lược là thu hút người tới Phần Lan nhiều hơn. Thì bắt đầu họ mở ra nhiều cái chương trình hơn về du học nghề. Cách dạy nghề của Phần Lan cũng rất là đặc biệt. Họ huy động cái nguồn lực xã hội để mà dạy nghề. Thì ở trường là cái nơi mà hot sinh viên cung cấp tín chỉ. Nhưng mà cái chỗ mà dạy nghề thật sự á, là doanh nghiệp. Thì đối với cái lứa tuổi mà U30, U40 hoặc thậm chí lớn hơn á, thì cái du học nghề nó có một số cái khác biệt so với du học đại học. Đầu vào thì thực sự là nó dễ hơn, nhanh hơn. Còn trong quá trình học á, thì các anh chị sẽ thực tế trải nghiệm cái xã hội Phần Lan nó như thế nào, gặp người Phần hàng ngày. Đây là cái đường ngắn nhất và đi thẳng vào trong cái thị trường lao động của Phần Lan. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với một ngày học tập và làm việc của một du học sinh của trường nghề Thắc thành phố Tampere. Xin chào quý khán giả, tôi là Dung Julia, học viên ngành dịch vụ ăn uống ở trường Thắc. Mỗi ngày tôi cùng các bạn sẽ khởi động trong lớp tiếng Phần Lan. Chỉ trong 5 tuần đầu tiên, chúng tôi đã hiểu cách chào, hỏi nhau và giao tiếp trôi chảy khi vào bếp. Các thầy cô hướng dẫn chúng tôi nhớ thế nào là lautanen, đĩa, cuppy, chén, cũng như rất nhiều từ vựng thông dụng về cuộc sống. Sau đó, cả lớp chuyển sang lớp lý thuyết ngành dịch vụ ăn uống bằng tiếng Anh. Mỗi học viên đều được nhận công thức nấu ăn bằng tiếng Anh lữ tiếng Phần Lan. Lần này, lớp tôi đang sơ chế rau cho món súp đặc trưng của nước bạn. Tuy là giờ lý thuyết, nhưng các giảng viên chỉ hướng dẫn mẫu rồi khuyến khích các thành viên trong lớp lần lượt làm thử. Giảng viên ở đây luôn nhiệt tình hỗ trợ người học. Các thầy cô liên tục lắng nghe xem chúng tôi cần giúp điều gì, muốn trò chuyện tại chỗ hay sau giờ lên lớp. Khi hoàn thành, chúng tôi cùng nhau mang ra và thưởng thức món ăn vừa tự tay chế biến. Kỹ năng phục vụ lại là một phần quan trọng khác mà chúng tôi được luyện tập thường xuyên. Chuẩn bị bàn ăn, chăm sóc thực khách đều là nội dung phải nắm rõ. Và đó là một ngày của học viên ngành dịch vụ ăn uống ở trường khác. Vietnamese students are very outgoing. Sinh viên học nghề người Việt Nam cực kỳ hòa đồng, cởi mở. Tôi thích tinh thần năng động ngay cả trong thời gian rảnh rỗi của họ. Các giảng viên, chuyên viên, điều phối lẫn các nhà tuyển dụng đều ấn tượng, phản hồi tích cực về lứa học viên nghề đầu tiên từ Việt Nam qua. Các bạn rất chăm chỉ, học hỏi nhanh và chịu khó trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng tại nhà. Thói quen này vô cùng đáng khen. Tampere, thành phố lớn thứ hai Phần Lan, là nơi ngày càng có nhiều người Việt lựa chọn đến học tập và làm việc. Tampere cũng là thành phố có nhiều ký kết và hoạt động với thành phố Hồ Chí Minh. Du học sinh và cộng đồng người Việt Nam ở Tampere bằng những kỹ năng được đào tạo tại Phần Lan đang có nhiều đóng góp cho thành phố và được thành phố trân trọng. Chúng ta đã thấy là chị Dung Julie ở cái đoạn phóng sự đã chia sẻ một ngày học tập và làm việc của trường nghề Thắc, thì đó là nơi mà chị Trân đang sinh sống và học tập, đúng không ạ? Và chị thấy rằng là cái phương pháp mà dạy học ở đây nó phù hợp với mình hay không? Có một cái điều rất là hay, đó là các thầy cô luôn luôn nói với sinh viên là cứ chia sẻ với thầy cô sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Được cái lời nói đó của thầy cô là Trân tự tin để thực tập luôn ở cái giai đoạn đầu. Cái lớp của Trân là lớp Thắc 2, có nghĩa là lứa du học sinh thứ hai mà Ráp đưa qua. Mọi người rất là vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Trong những năm vừa qua thì Ngọc Nga được biết là bên công ty Ráp của mình đã đưa rất là nhiều những du học sinh qua trường nghề Thắc của thành phố Tampere. Những học sinh đó hiện nay thì họ có cuộc sống và công việc như thế nào? Bây giờ cộng đồng của Ráp ở Phần Lan là khoảng trên 100 gia đình.
thì tính ra là khoảng 400 mấy chục người rồi ở khắp Phần Lan. Dạ, nhưng mà Tampere sẽ là lớn nhất. Cái lứa sinh viên đầu tiên là đi hồi tháng 9 năm 2023. Có một bạn đã tốt nghiệp và làm đầu bếp. Còn lại thì bắt đầu là có các bạn đi thực tập hưởng lương rồi. Dự kiến là tốt nghiệp trong tháng 9. Và đa phần họ cảm thấy là họ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình đúng không? Những chuyến khảo sát mà của Rap đi, Rap rất hay thường xuyên đi, thì mình luôn đi thăm sinh viên để mình hỏi xem là cuối cùng các anh chị cảm thấy như thế nào, các anh chị có muốn trụ lại hay không. Đa phần là muốn trụ lại. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái sự thành công cho tới giờ phút này của những người làm chương trình. Rất là hạnh phúc đúng không chị? Dạ. Vậy thì những đứa trẻ ở cái đất nước Phần Lan khi mà đi theo bố mẹ có hạnh phúc hay không, và đã có thích nghi được hay không? Chúng tôi mời quý vị đến với đoạn phim ngắn sau. Moi, mä oon Eda ja tulen Ho Chi Minh kaupungista Vietnamista. Moi, minun nimeni on Ben. Minä olen 12-vuotias. Hei, olen Olivia. Rakastan taidetta ja kulttuuria. Mä olen kotoisin Ho Chi Minh kaupungista Vietnamista. Vân đã được nghe được những cái chia sẻ của con chị Trân ở trong cái đoạn phim ngắn vừa rồi. Rõ ràng là ở tuổi bé 15 đúng không? 15 tuổi thì không phải dễ dàng có thể bộc bạch chia sẻ được vậy đâu. Nhưng mà khi mà đến một môi trường an toàn, vui vẻ, hạnh phúc như vậy thì chắc chắn là bạn cũng có những cái chia sẻ mà làm cho bố mẹ rất là yên tâm đúng không chị Trân? Đúng rồi. Bé đi học thì được một bữa ăn miễn phí ở trường. Thì bé kể là cái bữa ăn nó rất là đầy đủ chất. Bạn nào mà ăn chay thì có một cái phần ăn riêng. Họ rất là chu đáo trong cái việc đó. Trường còn có những cái khám sức khỏe định kỳ, mà không chỉ khám thể chất đâu. Bác sĩ còn hỏi rất là nhiều câu hỏi cho riêng bé, là ở nhà con ăn mấy bữa, ngủ giờ giấc như thế nào. Quan trọng là câu hỏi con có cảm thấy hạnh phúc khi ở đây không. Chính những điều đó khiến cho con mình, tinh thần của bé tốt hơn, và con cảm thấy mình được tôn trọng. Và cái việc mà Trân giao tiếp với con nó cũng khá là dễ dàng hơn lúc trước. Trong thời gian vừa qua thì Rap đã hỗ trợ rất là nhiều cho những bạn như là chị Như Trân và gia đình. Với cái mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với đối tác bên Phần Lan thì những cái sự hỗ trợ đó chắc chắn là ngày một hoàn thiện hơn nữa. Và chị có thể chia sẻ thêm về những cái sự hỗ trợ dành cho những gia đình như vậy. Dù nghĩ cái hỗ trợ quan trọng nhất á, giống như chị Trân chia sẻ từ đầu tới giờ, đó là hỗ trợ về mặt thông tin. Ví dụ như là tụi mình hoàn thiện cái website, cung cấp càng nhiều thông tin chính xác nhất. Trách nhiệm của Rap luôn luôn là phải tạo cộng đồng và cho cái cộng đồng Việt Nam của mình ghi dấu tại Phần Lan. Trong 12 tháng làm việc á, là bên Diệp với lại bên trường và thành phố Tampere gặp nhau 5 lần để giải quyết những cái vấn đề rất là chi tiết. Phó thị trưởng thành phố lại vào cái cuộc phỏng vấn của sinh viên mình ở thành phố Hồ Chí Minh để chọn sinh viên đi. Sẵn đây thì Diệu cũng nói là trường nghề của Phần Lan dạy theo nhu cầu thành phố hết, cho nên là thành phố họ rất là quan tâm tới chương trình. Cụ thể hơn nữa là du học nghề Phần Lan cần phải đảm bảo những cái điều kiện gì của cái người đang quan tâm? Cái tiên quyết là phải có sự phù hợp, tại vì gián tiếp qua du học nghề là người ta tìm cái người mới cho cái xã hội của người ta. Phù hợp có nghĩa là người Phần Lan cần những người đàng hoàng, bình dị, khuyến khích mang theo gia đình. Tuổi tác thì không có giới hạn gì hết. Mình có sinh viên nhỏ nhất là 18 tuổi, còn sinh viên lớn nhất là 60 tuổi. Dạ. Còn về bằng cấp thì dục nghề thì không cần. Họ đa phần sẽ qua tới Việt Nam và phỏng vấn sinh viên. Lúc mà trường qua tuyển sinh viên thì chị yêu cầu tiếng Anh, tại mình chương trình mình học là học tiếng Anh. Nhưng mà khi mà mình đi làm á, Trân nói được vài câu tiếng Phần Lan với họ là cứ thế họ nói tiếng Phần Lan luôn. Thì Trân vẫn khuyến khích các bạn là nên học tiếng Phần Lan. Rap là sẽ chạy một cái bảng tài chính cho các anh chị, là ít nhất là anh chị một năm đầu đừng có nghĩ gì nhiều tới đi làm hết. Thì
thì các anh chị sẽ yên tâm học. Mà khi mình không nghĩ nhiều và mình tập trung học á, thì tự nhiên cái chuyện tốt nó sẽ tới. Rất là cảm ơn chị Diệu Trần và cảm ơn chị Như Trân với chương trình ngày hôm nay đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích về du học nghề ở Phần Lan bằng tiếng Anh. Vâng, và kính thưa quý vị, ở cuối chương trình này thì Ngọc Nga muốn chia sẻ một thông tin vô cùng hữu ích về chương trình du học nghề Phần Lan bằng tiếng Anh trong tháng 9 có một sự kiện tuyển sinh lớn với sự tham gia của các trường nghề ở Phần Lan và đại diện của thành phố Tampere. Và quý vị có thể tham gia với những thông tin hữu ích để chúng ta có thể chuẩn bị hành trang nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống và có một chân trời mới ở một đất nước vô cùng xinh đẹp và hạnh phúc như Phần Lan. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu du học hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin mời quý khán giả theo dõi chương trình Nhịp cầu du học vào lúc 7:40 sáng Chủ nhật trên kênh HTV9. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.